tình mà sao làm giỏi với chị, mình làm giỏi là không giỏi gì. Oh my god, trời đẹp trai quá vậy trời, đụng vô có cảm giác liền, má ơi. Xin chào, chúng tôi là những chàng trai Hàn Quốc. Xin chào mọi người, hôm nay chúng mình đến một nhà hàng để ăn đu đủ gói đu đủ, gói đu đủ, đu đủ salad. Và ở đây là quán sao thành phố Hồ Chí Minh, rất hot, tìm được. Ở đây là rất thèm và bây giờ đang sửa đường thì bây giờ đang công trình thì rất ồn ào và nôm nhào này trời tiếp là rất nôm. Nhưng chúng mình nghe nói là ở đây rất nổi tiếng. Rất nổi tiếng và đặc biệt. Rất nhiều YouTuber đã đến rồi. Nên hôm nay chúng mình cũng muốn ăn thử gỏi đu đủ. Đi vào chứ. Ok, chúng mình vào rồi. Ok anh ơi. Vâng. Ăn gì anh ơi? Rất nhiều món ăn tươi. Đúng rồi, dạ em tươi vì nó không đây ngon lắm. Dạ. Và rất ngon. Chị hả? Anh muốn ăn gì anh? Cái gì ở đây là gỏi đu đủ, bò viên, trà tắc. Cái gì? Nhà em có 3 món thôi, cái này là đậu đũa. Rau đũa. Cái này là ba khía. Ba khía hả? Đúng rồi. Ba khía là con cua ngoài biển. Con cua hả? Nó không phải là con cua ngoài đồng. Con cua ngoài đồng lạc nhách nè. Cái này cua ngoài biển. Nó có chất mặn cho nên nó mặn sẵn. Đem chỉ ba đường thôi. Còn cái này là... cái này là đó chính là cà chua. Cà chua. Cà chua. Cà chua. Hả? Cái này là ngò gai. Ngò gai. Cái này là tỏi, này là ớt. Tỏi và ớt. Mấy đúng là món Thái Lan. Wow, you got a hard one. Cái này là đu đủ. Wow. Một ngày bán tất cả hả? Một ngày hả? Một ngày bán được 2 thùng này, 2 thùng. Wow. Ít lắm mà bán không có lời nhiều đâu. Nhờ mấy anh quay quảng cáo để em kiếm tiền thêm. Nhớ ủng hộ em nha. Khi mấy anh Hàn Quốc đẹp trai qua đây ăn chứ. Vậy anh ăn không? Anh ăn gỏi của em không? Ăn gỏi không? Cảm ơn nhé. Ăn gỏi ha, ăn gỏi vô đây đâm đi. Có thế lắm hả? Có, vô đây đi, đi. Anh muốn đâm cái nào? Anh muốn đâm cái này hay anh muốn đâm cái này? Trời đẹp. Trời ơi. Wow. Anh hốt tỏi đi, hốt vô đi. Ok, fine. Ok. 5 cây. Năm cây. Để anh đâm đi, anh cầm. Chờ tí nha. Cái này hả? Rồi anh đâm đi. Anh dậm đi, anh dậm xuống. Anh đậm, đẩy cái này mới được. Anh đẩy gì không được. Nè, đẩy gì nè. Vừa đâm như vậy nè. Hai tay mới được nha. Không có đâm hai tay, đâm một tay thôi nè. Một tay one, only one arm. Ok. Đó, nè. Đẩy lẻ lên nè. Rồi. Lên cho em coi thử cái đỉnh quá. Rồi quá. Đè cho đè mạnh lên. Ok. Rồi, anh để một cái chua vô. Một nắm, hai nắm. Rồi, quậy. Ba, bên đây cái nữa. Cái này là lemon. Lemon. Ok. Nước mắm hả? Yes. Để này vô chờ tí nha chị. Cái này là một phần hả? Cái này là 5 phần. 5 phần. Cái này là phải lẻ tay lên. Đó, lẻ hả? Để vô. Cái này là con tôm. Cái này là con tôm. Tôm. Shrimp. Yeah. Thấy chưa? Nè, đó. Rồi, xảy lên. Ok. Đó. Rồi, ok, được. Để em làm cho coi. Còn 2, 3 nè. Đó, nè. Đó. Chắc lên. Vừa ăn không? Để em đút cho anh ăn nha. Từ. Nè, mở miệng ra. Đồ đẹp trai quá vậy trời, đụng vô có cảm giác liền chú má ơi. Ngon không? Chua hả? Chua hả? Ngon. Ngon hả? Very good hả? Ok, very good. Nói tiếng Hàn Quốc sao? Master. Đấy chưa? Đây là của chúng mình. Đó, của chúng mình. Của chúng mình. Rồi, ok. Rồi, được. Để ok. Bạn để nước vô, nè. Nước vô, anh bóc không có điều. Cho nên không có nướng. Nhưng mà nước là... nước nhiều nó mới thấm được. Thấm được hả? Ok, để miếng đậu phộng vô. Nè, cái này là ăn gì nè? Cái này là nó có tương, ăn ở trong cho nhầm vậy thôi. Nha. Ok. Ok. Chúc mình ăn thử hả? Ờ, đẹp trai quá à. Quá đẹp trai. Anh nhìn vô đây nè, anh nhìn vô đây nè, đẹp trai không? Không trả lời mà. Không trả lời. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, hốt tỏi vô. Hả? Rồi, anh lấy 4 chiếc ớt. Cái này là ớt nha. Ớt. Bột ngọt. Đường. Đường vô. Chanh. Chanh 2 giá. Wow. Rồi cái này là mắm. Mắm. Ừ. Nhẹ nhẹ thôi nha, đâm văng móng lên mặt hết trơn nha. Trời ơi, coi anh không biết làm hết trơn, làm tình mà sao làm giỏi với chị, mình làm giỏi là không giỏi hết trơn vậy trời. Oh my đi god. Đi ra để em làm cho. Nhanh hơn nhé. Nhỏ, nhìn nè. Hả? Như này hả? Mới tắm ở dưới vô. Đó. Rồi, Phan để em đút cho anh ăn thử. Hả miệng ơi, vừa ăn không? Ngon không? Ngon. Ngon hả? Rồi cái đè, bút lên. Ok, được rồi. Đó, để này lên đi ăn thử của anh luôn đi. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn. Ok.
only inside. Oh, boy, huh? Cái gì là bò viên. Bò hả? Yeah. À. Bò viên chấm với cái này nè, chấm với cái này ngon nè, chấm nhiều vô, đút cho miệng. Chấm nhiều vô. Ngon. Chấm cái này mới ngon. À, đúng. Đúng như. Bút xưa. Cái đó em làm. Ngon hả? Ngon. Ngon. Thân bí mà đầu tiên trải nghiệm. Cái này ngon. Nhưng mặn lắm. Cái này rất khác nhau với món ăn Hàn Quốc. Ở Hàn Quốc không có món ăn như vậy. Đúng rồi. Rất khác nhau. Hương vị đầu tiên. Lần đầu tiên trải nghiệm hương vị này. Chỉ ơi là người Việt Nam hả? Hả? Người Việt. Cambodia and Vietnam. À, Cambodia and Vietnam. My mother from Cambodia. Và my mother in Vietnam. Trung Quốc gì? No. Không hả? Friend. Friend. Yes. Chị bạn. Yeah. Không phải là bạn trai. Không. Không. Bạn trai là cỡ Hàn Quốc em mới chịu. Hả? Đó là Campuchia, không có đẹp. Này mới đẹp. Em có thể ăn tất cả hả? Không. Chị ơi, cho rất nhiều. Rất nhiều. Ở đây có đường, bàn chan và rất nhiều. Wow. Mà hốc nhỏ. Thế nào? Khá hốc nhỏ. Gì đến đâu vậy? Chị ơi. Dạ. Một phần là bao nhiêu tiền? Dạ. Một phần bao nhiêu? Một phần là 40. Cái này 40 ngàn. Dạ. Và trà đắc là? Trà đắc là 15. 15 ngàn. Wow. Cái này là 50. 50. 50 ngàn. Dạ. Wow. Anh ăn hết cái này chỉ có là 160 thôi. Wow. Tiền đô chỉ có 7 đô thôi. Cảm ơn, cảm ơn. Wow. Cái này anh tự làm đúng không? Thật sự cái này là của anh. Ờ. Cái này là của em. Nhưng mà cái này rất cay. Cái này rất mặn. Đấy. Mặn thì mặn quá. Cái này mình tự làm nhưng rất không ngon. À, chắc là cái này đúng không? Anh chắc là chính chắn. Chấp nhận, chấp nhận. Không phải lắm. Nếu ăn nhiều thì sẽ cay. Bữa ăn này không phải là rất to. Đúng rồi. Rất bình thường. Nhưng mà chú chỉ là rất đặc biệt, rất tăng lượng và rất tốt cũng và mỗi giờ mỗi khách hàng. Đúng rồi. Như thế nào và mỗi 18 tuổi, người lớn, mỗi chuyển về người lớn. À đúng rồi, mỗi chuyển về người lớn. Người con trẻ không hiểu được và không thể biết được. Đúng rồi, đúng rồi. Nếu người trẻ biết cái này nên... Hả? Tạ chấp bây giờ. Thật sự theo mình, mình cảm thấy cái này là hương vị trải nghiệm đầu tiên. Không biết cái này là rất là ngon. Với là có ý đủ đủ khác. Nhưng theo mình ngon và rất đặc biệt. Chắc là cho một người Hàn Quốc 10% không 1% đã ăn cái này. À đúng rồi, đúng rồi. Chứng minh là cho 1% Đúng rồi. Các bạn chắc chắn 99% của người Hàn Quốc chưa ăn cái này và không biết cái này. Đúng là gì? Đúng là tổ tết chô kết tết tổ 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 tổ
nên nếu các bạn I prefer you because for spicy. Nhưng mà can no, dry. Nó can quá mắng spicy. Mắng về được không? Mắng về. Before no spicy. Cái này mắng về được. Mắng về được. Mắng về được giờ. Để ăn thử. Ăn thế sau tôi mắng về nhá. Spicy. Ok. Wow. Như sau thì nếu các bạn biết về món ăn biệt hoặc là món ăn đặc biệt hoặc là món ăn ngon thì phải viết comment như nhé. Các bạn, chúng tôi là Nguyễn Trang Trai Hàn Quốc. Tạm biệt. Chúng mình sẽ ăn thử lại. Chúng tôi rất cay.